Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua những kiến thức về chúng ta về khối đại diện nha. Rồi. Thứ nhất, khi mà người ta cho một hình đại diện á, thì chúng ta cần xác định những yếu tố sau đây: đỉnh, mặt, điểm thuộc, điểm trong và điểm ngoài. Điểm thuộc là điểm điểm trên đó tụi con. Hai là mặt bên, cạnh bên, mặt đáy, cạnh đáy. Và các khối đại diện còn nhỏ nhớ rõ tính chất là thầy đã dạy tụi con rồi, đó là khối đại diện có tứ diện đều, khối chớp và khối lăng trụ, khối hình hợp chia dòng, khối lập phương. Đó là toàn bộ những gì cơ bản. Tiếp theo là hình đại diện. Rồi. Chúng ta thứ nhất là nhận biết hình đa diện. Như vậy một hình đa diện là một hình được tạo bởi một số hữu hạn các đa giác thỏa mãn hai tính chất. Một là hai đa giác phân biệt chỉ có thể hoặc không có điểm chung, hoặc là chỉ có một điểm, một đỉnh chung, hoặc là chỉ có một cạnh chung, và mỗi cạnh của đa giác đều là cạnh chung của đúng hai đa giác. Ừ, có đúng hai đa giác thôi, nhớ kỹ thầy. Đó về khối đa diện. Rồi tụi con chép vô giùm thầy chưa? Rồi mình làm bài tập này. Rồi, thầy bài tập phân tích cho con thấy ha. Giờ cái lớp nhìn nè. Thứ nhất là hai đa giác phân biệt chỉ, một là nó không có điểm chung, hai là nó chỉ có một điểm chung, và ba là nó chỉ có một cạnh chung. Như vậy nó không có điểm chung là trường hợp hai mặt phẳng nó song song. Hai mặt phẳng nó song song nha tụi con. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn nè. Và mỗi cạnh chỉ là một là mỗi cạnh chỉ là cạnh chung của đúng hai đa giác. Như vậy tụi con thấy câu số 5. Mỗi hình sau gồm một số hình hoặc một số hữu hạn các đa giác phẳng, và hình nào là không phải là đa diện thì tụi con đáp án nào? Hình nào không phải đa diện tụi con? Cả lớp. Hình D. Hình D, lý do vì sao nè? Mời bạn nào giải thích tôi nghe coi nè. Lý do vì sao là hình D? Cả lớp. Alo, trả lời thầy coi. Ồ, trong tất cả các bạn không ai phát biểu giùm thầy à? Hồi nãy ai nói chọn câu D á? Ai ai chọn câu D? Dạ con. À, vì sao vậy Phương Anh, thì sao câu D con? Tôi thấy nó bị cái cảm giác nó À, như vậy nó đa số là tụi con dựa vào cái vi phạm, đó là cái gì nè Phương Anh? Phạm nào? Đó là cái cạnh này nè tụi con. Cạnh này nè. Đây. Nó là cạnh chung của bốn mặt lận. Một mặt nè, hai mặt nè, ba mặt nè, mặt dưới này là bốn mặt nè tụi con thấy không? Nhưng mà người ta nói là mỗi cạnh chỉ là cạnh chung của đúng mấy đa giác tụi con? Đúng mấy thôi? Cả lớp. Hey. Hai, vậy đáp án là vi phạm. Như vậy tương tự câu 6 cũng bạn nhìn vô câu 6 thằng nào vi phạm điều đó? Thằng nào cũng là cạnh chung của bốn mặt tụi con. Câu nào? C. Câu C, rất là dễ hay không? Rồi, ok, nhớ như thầy nha. Mỗi cạnh chỉ là cạnh chung của đúng hai đa giác, và hai đa giác bất kỳ thì một là có một cạnh chung, hai là không có điểm chung, ba là chỉ có một đỉnh chung. Nhớ giùm thầy điều đó. Rồi, tiếp tục nha, trắc nghiệm cho tụi con.
Bài này. Số hình đa diện trong các hình trên. Theo tụi con thấy, số hình đa diện trong các hình trên là hình nào nè cả lớp? Hình nào không phải là hình đa diện? Hình này là hình đa diện. Theo tụi con thấy là 1, 2, 3. Đáp án nào à? Dạ Đáp án A. Có 3 hình là hình đa diện luôn hả? Hình nào cả đây nghe coi. Đánh dấu nha. Số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè, số 4. Vậy thằng nào đa diện vậy Cường? dạ thấy là một Một, ba, ba, bốn bốn là là hình đa đa diện diện thầy. này. 1, 3, 4 là hình đa diện. Con nhìn hình số 3 mà hình đa diện. Hình số 3 cạnh này là cạnh chung của ba mặt nè con. 1 nè, 2 nè, 3 nè, thấy không? Nó giống như cái cánh cửa mà bị rời ra khỏi khỏi cái tường nhà nhá không? Thấy không? Hiểu không? Như vậy bài này chỉ có mấy hình đa diện thôi. Vậy Thành Tài, mấy hình đa diện con? như một Một cái này. hai thằng này là hình đa diện nè, thằng này là hình đa diện nè, đúng không? Đáp án là hai, hiểu chưa tụi con? Ừ, đáp án là hai. Rồi xong nha. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục tới phần số 2. Khi chúng ta đếm số cạnh số mặt của hình đa diện thì chúng ta lưu ý số cạnh của hình chớp là bao gồm cạnh đáy và cạnh bên thì bằng hai lần số đỉnh của mặt đáy, bằng hai lần số đỉnh của mặt đáy. Số cạnh của hình chớp bao gồm cạnh đáy và cạnh bên và là nó sẽ bằng gấp đôi số đỉnh của hình mặt đáy, số đỉnh của mặt đáy. Mình hỏi được câu nè. Hình chớp tứ giác thì có bao nhiêu cạnh? Được không? Ai biết? Hình chớp tứ giác có bao nhiêu cạnh? Tất cả tụi con bao gồm cạnh bên và cạnh đáy. Không Nhìn sống. Bị ăn đòn cái xấu. Hình chớp tứ giác, hình là số cạnh của hình chớp nó gấp đôi số đỉnh của mặt đáy mà. Đáy của mình là tứ giác đúng không tụi con? Đúng không? Cả lớp. Trung Hiếu. Dạ Đáy thầy. mình là tứ giác, như vậy có bao nhiêu cạnh con? Gấp đôi số cạnh, gấp đôi số số đỉnh như đấy là mấy? Là 8, gấp đôi 4 nhân 2 là 8. Số cạnh của hình lăn trụ thì gấp 3 lần số đỉnh của mặt đáy, nhớ giùm thầy nha. Số cạnh của hình lăn trụ thì gấp 3 lần số đỉnh của mặt đáy. Như vậy lăn trụ tam giác là có bao nhiêu cạnh tụi con? Lăn trụ tam giác có bao nhiêu cạnh tụi con? Cả lớp. Đúng rồi, cái chính vì gấp 3, lưu ý giùm thầy. Giờ thầy hỏi thêm một bạn nữa nè. Số cạnh của hình chớp lục giác là bao nhiêu nè? Số cạnh của hình chớp lục giác là bao nhiêu? Thầy mời bạn Hiệu nè. Số cạnh của hình chớp lục giác là Dạ bao thầy nhiêu? là 12. Giỏi, chính xác, 12. Rồi, tụi con chép bài vô giùm thầy đi. Tiếp tục nha. Cái này quan trọng nè. Số cạnh, số đỉnh và số mặt thì con nhớ cho thầy. Đỉnh mà cộng mặt thì bằng cạnh cộng 2. Thì vô. Đờ mờ. Cách dễ nhớ không? Đờ mờ, dễ nhớ nè. Đờ mờ bằng C2. Giờ gì dễ nhớ, chính giữa phía tổng cộng. Đó, cứ nhớ thầy đi. Đờ mờ bằng C2 là mới tự tự tưởng tượng giùm thầy nha. Đó, cách dễ nhớ nhất cho tụi con ha. Đờ mờ là C2, nhớ giùm thầy. Muốn đờ mờ là phải có 2. C2 nhớ chưa? Cách dễ nhớ cho tụi con đó. Thấy chưa? Để mình không có bị quên. Sau này nếu mà ai nhớ quên thì nhớ thầy cái DM là bằng 2 nè, DM là bằng C2 hay là 2C dễ hiểu hơn. 2C là đó, tự hiểu đi. DM bằng 2C, C2. Chính giữa dấu cộng. Được chưa nè? DM bằng 2C, DM bằng 2C, DM bằng 2C. Đỉnh cộng mặt bằng 2 lần 2 cộng cạnh, được chưa nè, cạnh cộng 2. Lưu ý thầy điều đó.
Rồi, giờ mình làm một vài câu vui vui ha. À, làm nhanh nha. Dùng dùng con mắt mà làm nhanh nha. Rồi, chúng ta nhìn câu số 1. Tìm số mặt của hình đại diện hình vẽ trên. Rồi, nhìn vô. Rồi, số mặt bao nhiêu nè? Cả lớp. Nhìn vô, số mặt. Hình này có mấy tầng tụi con? Hình này có mấy tầng? Câu số 1, hình này có mấy tầng? Mấy đứa? 3 tầng 3 tầng, là mỗi tầng có mấy mặt? ba 3. Đáp án là 9 mặt. Ok. Nhanh nhẹn, nhanh gọn nha, thầy làm nhanh nha. Rồi, hình dưới có mấy tầng? hai 2 tầng, mỗi tầng có mấy mặt? năm Đáy là ngũ giác, như vậy đã có 10 mặt. Ok ha. Rồi, tiếp tục. Hình dưới nữa là có 3 tầng, nhưng trong đó có một đáy thôi. Có 2 tầng và đáy là một, như vậy đáp án là ngũ giác là 10, đáp án là 11, đúng không được không? Hiểu không? Hiểu không? hiểu Rồi, rồi. ok. Hình chớp ngũ giác có bao nhiêu cạnh? À, số cạnh bằng gấp đôi của số đỉnh của đáy. Số cạnh bằng số gấp đôi số đỉnh của đáy. Như vậy có mấy cạnh được không? Ngũ giác mấy cạnh? Mấy? Nhanh. Mấy cho mấy trước? Dạ 10. 10, ok. Tiếp tục. Khối lăn trụ ngũ giác có bao nhiêu cạnh? À, bao nhiêu cạnh? Nhớ lên nè. Lăn trụ ngũ giác bao nhiêu cạnh nè? Mời bạn Nhật Thăng nè. Lăn trụ ngũ giác bao nhiêu cạnh đi Nhật Thăng? Gấp 3 lần lên là bao nhiêu Nhật Thăng?15. Giỏi, chính xác. Tiếp tục câu số 6. Hình chớp có 20 cạnh thì số mặt của hình chớp là bao nhiêu? Ai biết? Ai thông minh nè? Hình chớp có 20 cạnh thì số mặt của hình chớp là bao nhiêu nè? Ai biết? Hình chớp có 20 cạnh. Như vậy số mặt của hình chớp là bao nhiêu nè? À, 20 cạnh thì tìm ra đáy là bao nhiêu đỉnh tụi con? 20 cạnh thì đáy bao nhiêu đỉnh? Thì kiến thức mình học là số cạnh gấp đôi số đỉnh nằm dưới đáy. Vậy đáy bao nhiêu cạnh tụi con? À, đáy bao nhiêu đỉnh? À, đáy sẽ 10 đỉnh. Như vậy nó chính là gì tụi con biết không? Là thập giác đúng không? Thập giác thì có bao nhiêu mặt bên? Thập giác 10 mặt bên, như vậy có bao nhiêu mặt đáy? Vậy tổng tổng số mặt là bao nhiêu? 11. Ok. Rồi, tiếp tục câu số 7. Câu số 7. Hình lăn trụ có thể có số cạnh nào dưới đây? 2015, 2017, 2016, 2018. Đố tụi con đáp án nào đúng? Đáp án nào? Hình Câu lăn... C. À, câu C. Vì sao câu C vậy Trúc? Sao Trúc nghĩ là câu C? Chưa được. Bạn hô câu B. À, câu B đúng rồi. Vì sao Trúc nó nghe rõ vậy coi? Chia được cho ba. Không ai chia được cho ba, mà gọi là chia gì mới hay hơn. Chia được, cái nào chẳng chia được. Chia gì? Chia hết. Đúng rồi, chia hết cho ba. Tại vì sao? Số cạnh của hình lăn trụ gấp 3 lần số cạnh ở dưới đáy. À, bằng số số gấp 3 lần số đỉnh dưới đáy. Như vậy nó là bắt buộc phải chia hết cho ba. Đúng không nè? Gấp 3 lần số cạnh, gấp 3 lần số đỉnh dưới đáy, được chưa nè tụi con? Phải chia cho ba. Rồi xong nha, tôi cảm thấy bài này thấy nó không có khó. Đòi hỏi tụi con phải có một cái gì đó gọi là hiểu bài và học thuộc công thức là xong thôi, không có gì hết. Rồi. Ủa thầy ơi, Nghe. số tập lăn trụ là 3 lần số đỉnh của một đáy hay 2 đáy vậy? 3 lần cũng của thì một đáy thôi chứ. Hình lăn trụ có 2 đáy thì một đáy là có bao nhiêu đỉnh thì gấp 3 lần thôi, với hai đáy đáy kia cũng vậy mà con, hiểu không? Là một đáy hả? Ừ. Rồi, ok con. Rồi cho tụi con làm quen hết tất cả các dạng toán luôn nè. Cho mấy đứa có cái nhìn tổng quát hơn. Rồi. Câu số 1. Hình lăn trụ ABC A phẩy B phẩy C phẩy khi mà cắt bởi một cái hình mặt phẳng A B phẩy C phẩy.
thì nó sẽ tạo ra hình gì tụi con? Tạo ra hình gì nè? Cắt ra bởi một mặt phẳng A phẩy B phẩy C A B phẩy C phẩy tạo ra cái gì tụi con? Hình Hình chấp gì? chấp đều. À, đáp án kìa coi, đáp án kìa con gái A B C D kêu con. Câu B. À, câu B là chính xác, ra một hình chấp tam giác, một hình chấp tứ giác. Đây, đây là hình chấp tam giác chiếm tỷ lệ 1 phần 3. Còn đây là hình chấp tứ giác chiếm tỷ lệ 2 phần 3. Nhớ được con? Cả lớp. Hình chấp tam giác là A phẩy, B phẩy, C phẩy. Và hình chấp tứ giác là A, B phẩy, C phẩy, C. Nhớ được con ha? Tiếp tục, thầy làm nhanh nha. Câu số 2. Mặt phẳng nào sau đây chia cái hình hộp, khối hộp này thành hai khối lăng trụ? À, mặt phẳng nào? Mặt phẳng này chia hình hộp thành hai khối lăng trụ thuộc con. À biết. A phẩy B và C phẩy, A phẩy C phẩy B thì tạo ra hình chớp cho với hình lăng trụ. Rồi A B C phẩy, A B C phẩy, A B C phẩy. Rồi A B phẩy, A B phẩy C. A B phẩy C cũng vậy, tạo ra hình lăng trụ không phải hình chớp. Và A phẩy BD. A phẩy BD cũng vậy. Đáp án đúng là câu B. Vì A B C phẩy thì nó cũng ứng với mặt phẳng là D phẩy luôn tụi con, thấy không? Đó, vì tính chất song song là tụi con đó, thấy chưa? Như vậy nó chia ra thành hai hình lăng trụ. Hình lăng trụ tam giác này. Hình lăng trụ tam giác này, thấy không? Tưởng tượng không? Thì tưởng tượng không tụi con? Rồi, câu số 3. Khối lăng trụ MNB, M phẩy N phẩy B phẩy cắt bởi mặt phẳng cắt bởi các mặt phẳng là MN phẩy B phẩy, M N phẩy B phẩy đây. Sau đó cắt bởi mặt phẳng MN B phẩy thì hiển nhiên nó tạo ra ba khối gì tụi con? Ra ba khối gì tụi con? Một khối nè, hai khối nè, ba khối nè. Ba khối gì cả lớp? Tứ Đúng diện. rồi, ba khối tứ diện. Tiếp tục câu số 4. Cho khối tứ diện ABCD, gọi MN là trung điểm của BC và CD, BC và BD. Gọi mặt phẳng AMN cắt khối tứ diện ra thành thành hai phần, đó là hình gì tụi con? Đó là một gì, một chớp gì tụi con? Một chớp tam giác là một chớp khối tứ diện và một chớp tứ giác, được chưa nè? Như vậy đáp án của mình chính là câu A. Đây, đây là tứ diện đây tụi con. A B M N và chớp tứ giác là A D C M N. Lúc này M N chính là D C M N, đấy chính là một hình thang nghe tụi con. Đấy là hình thang. Rồi cả lớp, có thể dùng ít nhất bao nhiêu khối tứ diện để ghép thành một hình hộp chữ nhật mới nữa? Có thể dùng ít nhất bao nhiêu khối tứ diện để ghép thành một hình hộp chữ nhật? Theo tụi con nghĩ. Khối tứ diện để ghép thành hình hộp chữ nhật tụi con ít nhất là bao nhiêu nữa? Bốn mươi thầy. 4 Dạ ba thầy. 3 Suy nghĩ coi, bạn nào đáp án coi. Ai, bạn nào suy nghĩ cho thầy một kết quả coi nè.
máy có thể dùng ít nhất bao nhiêu khối tứ diện để ghép thành một hình hộp chữ nhật? Cả lớp ai dùng kiến thức đây để học, nói lại nghe coi nè. Đóng lụi đi, giờ coi đóng lụi đi. Mời bạn Trung Hiếu chọn đáp án nào. Dạ con chọn 4. Con chọn 4. Rồi, thì mời bạn Thanh Trúc. Dạ 4. 4, thì mời bạn Dũng, Tấn Dũng. Dạ em chọn 4. Ngọc Dũng. Dạ con chọn 5. Còn 5. Minh Đạt. Minh Đạt ơi, Minh Đạt chọn máy. Dạ không biết 4. 4. À, mời bạn Phương Anh. Con nghĩ là 4. 4. Thầy mời bạn Hiếu. Là 4. 4. Thầy mời bạn Thanh Tài. Dạ ba. 3. Mời bạn Thăng. Con nghĩ là 5. 5. Mời bạn Cường. Dạ 6. 6. Mời Quang Cường. Dạ bố. 4. Đáp án đúng là 5. Vì sao là 5 nè? Thông thường á, một khối tứ diện á, một khối tứ diện á trong một hình hộp chữ nhật thì một khối tứ diện mà nó có 4 đỉnh, trong đó có 3 đỉnh cùng thuộc một mặt thì nó sẽ chiếm 1/6 của thể tích hình hộp. Như vậy mình có một trường hợp gì tụi con biết không nè, một trường hợp gì mấy đứa nhớ không nè? Như vậy tụi con thấy thầy đang vẽ cái hình cho con thấy luôn nè, giờ thầy vẽ lại cho con coi nha, coi nè mấy đứa nhìn nha, thầy vẽ màu trắng mấy đứa dễ nhìn hơn. Đó, thầy vẽ bằng cái sao nó thẳng hàng ngay lối mấy đứa mới thấy được dễ. Rồi, bây giờ thầy sẽ vẽ cho con cái màu khác. Đây, hình đây nè, thấy không? Đó, hình mà đầu tiên thầy tạo bởi hai đường chéo á, có hàm hỏi song song. Thì nó chiếm tỷ lệ, vì nó có 4 chữ, 4, 4 ký tự, nên nó sẽ chiếm tỷ lệ là
chóp này tụi con. Thằng chóp này nè, nó sẽ chiếm tỷ lệ là 1 phần 3 đó tụi con. À, 1 phần 3. Như vậy tụi con thấy là thằng này, tụi con thấy không? Thầy ghi, để cho ghi chữ này để nó dễ nhìn. Này, A, B, C, D, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy, tụi con thấy không? Như vậy cái hình chóp mà thầy có đỉnh là B nè, con nè, B, A, nhìn nha, C, B phẩy là chiếm tỷ lệ 1 phần 6 nè, tụi con thấy không? Đó, tiếp tục là có đỉnh là C phẩy nè, C phẩy nè, C, B phẩy, D phẩy cũng là 1 phần 6 luôn nè. Đó, tiếp tục nè, D nè, A, C, D phẩy nè, cũng 1 phần 6 nè. Và thằng A phẩy nè, A nè, B phẩy nè, D phẩy nè, cũng là 1 phần 6 nè. Và cuối cùng là thằng chính giữa, cái thằng bọc chính giữa là A, C, B phẩy, D phẩy thì chiếm tỷ lệ 1 phần 3. Như vậy thì con thấy không, thằng này là 1 phần 6, 4 đứa 1 phần 6, 4 đứa 1 phần 6 hình lăng trụ hình hộp thì có phải là 4 nhân 1 phần 6 mà cộng với 1 phần 3 thì phải ra 1 tụi con. Như vậy lúc này nó có tối thiểu ít nhất là 5 khối tứ diện. 5 khối tứ diện thì nó mới tạo ra được là một hình hộp chữ nhật. Được chưa nè? Còn nếu đầy đủ hơn thì nó có 6 khối nữa tụi con. Đầy đủ hơn là 6 khối. Như vậy maximum là 6 khối nhưng mà ít nhất là 5 khối. Được chưa nè? Rồi tụi con sửa vào bài đó cho thầy ha. Nhớ thầy bài đó. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục qua một cái phần mới, đó là khối đa diện đều. Một khối đa diện H được gọi là khối đa diện lồi nếu nối hai điểm bất kỳ thuộc hình H thì cái đoạn thẳng đó phải nằm trên hoặc nằm trong hình H. Như vậy cái chữ lồi nó quan trọng nha tụi con. Chữ lồi, lồi có nghĩa là mình nhìn nó phải lồi, nó không được lõm, là đơn giản thôi đó. Lồi có nghĩa là bất kỳ một cái điểm hay lấy hai điểm bất kỳ trên cái hình đó mà khi nối lại thì thành một đoạn thẳng, một là nằm trên, hai là nằm trong lòng của khối đó. Và khối đa diện đều thì tụi con nhớ thầy ba ý. Mỗi mặt của nó là một đa giác đều B cạnh. Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng quy mặt. Như vậy khối đa diện đó, khối đa diện đều đó được gọi là một cái loại là B quy. B ở đây nghĩa là gì? Là số cạnh của một mặt. À, số cạnh của một mặt. Và quy là gì? Quy là số đỉnh chung của một điểm là điểm chung của bao nhiêu mặt. À, đầu tiên là số cạnh của một mặt, còn đây là số mặt chung một đỉnh. À, nhớ nhớ thầy nha. Cái này là gì? Điểm, đây là số cạnh. B là cạnh, số đứng trước là cạnh, số cạnh trên một mặt. Còn quy là gì? Số mặt chung một đỉnh. Đó, nhớ thầy điều đó. Rồi, tụi con nhìn, chúng ta có 5 hình ảnh khối đa diện đều. 5 hình ảnh khối đa diện đều. À, chép cho con, chép đi con. Chờ hẹn chút xíu, chép đi. Ngoại nè. Sau đó là tên nè. Sau đó là số đỉnh nè. Số cạnh nè và số mặt nè, tụi con nhớ cho thầy ha. Như vậy bữa hồi nãy nãy dạy tụi con là gì hết mấy đứa? Số DM là đỉnh cộng mặt thì bằng cạnh cộng 2, nhớ chưa? Loại thì chúng ta có 3 loại, 4 5 loại, 33 43 rồi 34 rồi 53 rồi 3 năm, hệ thống như dễ học nè. Ha à, không 33 là số cạnh của một mặt, là một tam giác.
Một mặt là một tam giác có ba cạnh, vậy tam giác đều, như vậy đó là tứ diện đều. Tứ diện đều thì mình tự hiểu rằng nó sẽ có bao nhiêu đỉnh nè, bốn đỉnh, và đỉnh với mặt sẽ bằng nhau như tụi con ha, bốn mặt. Và lấy cho thầy đỉnh cộng mặt trừ 2. À, vì sao vậy? Vì đỉnh cộng mặt bằng cạnh cộng 2, thì bây giờ đỉnh cộng mặt trừ 2 chính là số cạnh. Tương tự 43, 43 là số một mặt của nó chính là một hình vuông, bốn cạnh đều mà. Hình vuông thì con nhớ thầy là hình lập phương. Như vậy hình lập phương còn có tên gọi là lục diện đều nha tụi con, lục diện đều. Như vậy hình lập phương thì nó sẽ có chúng ta là số đỉnh là sẽ có 8 và số mặt cũng số mặt của nó thì nó sẽ có bao nhiêu tụi con? Có 6 mặt. À, mặt là 6, lục là 6. Tương tự hai này cộng lại trừ 2 là bằng 12. Tiếp theo 34, 34 là tam giác. Tụi con nhớ cho thầy 34, một một đỉnh là đỉnh chung của bốn mặt, như vậy 34 là tam giác đều, như vậy nó là bát diện đều là 8 rồi, 8 mặt. Như vậy đỉnh của nó sẽ là 6 đỉnh, và con thấy giữa 34 và 43 có sự hoán đổi nhau về cạnh với mặt, nhưng mà số đỉnh với mặt mà chỉ có cạnh giống nhau thôi. Tương tự 53, 53 của mình, 5 là ngũ, 5 là ngũ, như vậy nó là 12 mặt đều. 12 mặt đều. Và 12 mặt đều này còn có tên là gì? Thập nhị diện đều. Gọi là thập nhị diện đều, thập là 10, nhị là 2, thập nhị diện đều. Như vậy nó có 12 mặt. Thì chỗ này là 20 mặt đều là nhị thập nha. 20 mặt đều gọi là nhị thập diện đều. Thì chỗ này nó sẽ có 12 đỉnh, chéo qua là có thấy không? Hai này nó là 5 3 3 3 5 nè, 4 3 3 4 nè, có thấy không? Như vậy thằng này sẽ là bao nhiêu nè? Đây là 20, 20 mặt thì thằng này sẽ là 20 đỉnh, và tổng cộng là 30 cạnh. Đó, cách học bài cộng lại trừ trừ ra ha. Đỉnh cộng mặt bằng cạnh cộng 2. Đỉnh cộng mặt DM bằng C2. DM bằng C2. Đỉnh cộng mặt bằng cạnh cộng 2. Lỗi cho thầy những cái này. Được chưa nè? Cho con chép vào giùm thầy đi nè. Rõ hơn nha tụi con, rõ hình hơn. Đây, bát diện đều nè. Thì rõ hình hơn nè, con coi ha. Alo, nước có nghe không? Nó có thì nghe nghe thầy. Rồi, bắt chuyện đều đó. Đây, đây là 20 mặt đều đây. Mà 12 mặt đều chứ. Đây là 20 mặt đều đây. Đó, mình thấy không? Mô phỏng của tất cả các hình mà tụi con sẽ được nhìn đó, đây là ngũ ngũ giác đều nè, là 12 mặt đều. Thằng này là đó, số đỉnh là đỉnh chung của 1 2 3 4 5 nè. Như vậy nó sẽ là 3 5, thằng này sẽ là số mặt chung 1 2 3 là 3, đây đây là 5 5 3, thằng này là 3 5. Được chưa nè? Để bắt chuyện đều. Ok chưa? Rồi tiếp tục nha, thầy dạy con cái này. Đây là con chụp hình lại đến con coi cũng được nha. Rồi bây giờ thầy sẽ cho tụi con coi cái mô phỏng của
Sau này mình học những bài khó này, bài toán hình khó này, để cho con thấy được cái mô phỏng hình của nó này. Rồi, các bạn nhìn vô. À, đây là gì? Ghi vô thầy nha, cái này rất là quan trọng để làm trắc nghiệm, làm bài tập này. Đây là hình tứ diện đều mà lấy trung điểm của tất cả 6 cạnh thì tạo thành các đỉnh của một bát diện đều. Thầy sẽ mô phỏng cái hình bát diện đều cho con nhìn cho nó rõ. Đây, tứ diện đều là vẽ màu 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 này cho con dễ nhìn. Thấy không? Trung điểm đó nó sẽ ra đó. Vậy tụi con nhớ cho thầy, bát diện đều là 8 mặt đều là 8 tam giác đều. À, 8 mặt tam giác đều. Và có nghĩa là nó là sự kết hợp của hai hình gì mấy đứa? Hình bát diện đều là hình kết hợp của hai hình gì tụi con? Cả lớp ai biết? Ai biết à? Tứ diện đều. Tụi lao. Hình bát diện đều mà kết hợp của hai tứ diện đều sao được? Hai hình gì nè? Ngọc Nhật. Chấm chấm Nhìn chớp gì, chớp gì? chấm đều đều Chớp tứ giác đều chưa đủ. Chưa đủ. Ai nói nghe coi. Chớp gì nữa? Chớp tứ giác đều. Như vậy, bát bát diện đều là sự kết hợp của hai chớp tứ giác đều, phải sao nữa tụi con, có cả các cạnh bằng nhau. Như vậy ai biết thể tích của bát diện đều bằng gì tụi con? Ai biết này? Thầy xin mời một bạn nào phát biểu thể tích của bát diện đều bằng cái gì nè. Xin mời. Xin mời bạn nào phát biểu nè. Thể tích của bát diện đều bằng cái gì nè. Mời. Cạnh mũ ba Giỏi. Căn bằng căn hai chia. chim Chia mấy? sáu Ừ, đau lòng quá. Chia mấy Trúc? Chia mấy? Nó là gộp của hai hình chớp tứ giác đều mà con. Một hình chớp tứ giác đều là căn 2 chia 6 đúng không Trúc? Đúng không Trúc? Hình chớp tứ giác đều có tất cả cạnh bằng nhau là căn 2 chia 6 đúng không Trúc? Như vậy hai đứa là bao nhiêu Trúc? Hai đứa gấp đôi lên còn bao nhiêu con? Căn 2 chia mấy? chia ba Đúng rồi, căn 2 chia 3, nhớ giùm thầy. Rồi, diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần của hình bát diện đều là bằng 8. 8 mặt là 8 tam giác đều, như vậy căn 3 chia 4 cạnh bình. Như vậy nó chính là 2 căn 3 cạnh bình. Chép vô nha, hỏi với thầy. Đây là các công thức về hình bát diện đều. Đó, đây là các công thức liên quan tới bát diện đều nha tụi con. Chốt lại, tứ diện đều lấy trung điểm 6 cạnh thì tạo thành một bát diện đều. Rồi, bát diện đều còn tạo ra bởi bằng cái gì nữa nè? Cho con coi nè.
Đây. Bát diện đều cũng được tạo ra từ tâm của sáu mặt của hình lập phương. Tâm của sáu mặt của hình lập phương thì tạo thành một bát diện đều. Nhớ thầy nha. Bây giờ thầy hỏi một chút xíu này. Hình lập phương có cạnh là A và quá trình lấy tâm của sáu mặt tạo thành tâm của sáu mặt tạo thành hình bát diện đều. Vậy thầy hỏi cả lớp thể tích bát diện đều lúc này bằng bao nhiêu? Ai biết? Người ta cho hình lập phương thì yêu cầu tính thể tích bát diện đều là bao nhiêu tụi con? À biết nè. Ai có khả năng suy nghĩ cho thầy thấy nè. Tương tự bài này cũng vậy nè, tương tự bài này cũng vậy nè. Thầy cho cái hình tứ diện đều cạnh là A. Phải tính thầy thể tích coi bao nhiêu? À, tứ diện đều cạnh là A, tính thể tích bao nhiêu thầy coi nè. Rồi, bây giờ thầy cho hai bài đó. Cho hình tứ diện đều cạnh là A. Tính thể tích bát diện đều. Đó. Còn diện tích toàn phần tự sử công thức đơn giản tính thể tích thôi. Hay là mình muốn tính thể tích thì mình phải đi tìm cạnh thôi tụi con, đi tìm cạnh của bát diện đều thôi. Tương tự cho hình lập phương như thế này, cạnh là A, tính này thể tích bát diện đều, lấy tâm của sáu mặt. Ai biết? Mục đích đi tìm thể tích của bát diện đều mà tạo ra từ hình tứ diện đều hoặc là hình lập phương thì tụi con chỉ đi tìm cạnh của bát diện đều. Và đối với cái bài này hình chớp nó là tứ diện đều thì hình hình chớp này nó có cái cạnh là A, như vậy cạnh của bát diện đều là cái gì tụi con thấy không? Vì lấy trung điểm nên cạnh này đóng vai trò là đường trung bình đúng tụi con? Đúng không? Các cạnh của nó đều đóng vai trò đường trung bình tụi con thấy không nè, đường trung bình. Như vậy nó sẽ bằng bao nhiêu cạnh của hình tứ diện đều tụi con? Cả lớp. Bằng bao nhiêu? Cạnh của bát diện đều bằng bao nhiêu phần tứ cạnh của tứ diện đều tụi con? 1 phần 2, đúng không? Vì đường trung bình, đúng rồi con. Như vậy thể tích là căn 2 chia 3 cạnh mũ 3 là 1 phần 8 a mũ 3. Như vậy thể tích sẽ là căn 2 chia 24 a mũ 3. Rồi, cả lớp hiểu không tụi con ơi? À hiểu cái này cho thầy con số 1 coi nè. À hiểu thầy là số 1 nè. Vì lấy trung điểm của các cạnh nên suy ra nó chính là cái đường trung bình nên độ dài của hình bát diện đều là bằng 1 phần 2. Rồi, cảm ơn tụi con rất là nhiều. Như vậy tương tự trên ý tưởng của thầy đó, tụi con giải thích cho thầy câu số 2 đi coi nè. Câu số 2 giải thích thầy nghe coi nè. Rồi, giải thích thầy coi. Ai tính được cái câu số 2? Xin mời. Cả lớp đang lại không ai tính được câu số 2, hơi bị buồn đó nha. Hơi bị buồn. Ai? Rồi, không ai tính được thầy tính cho, mất thời gian của tụi con nên thầy tính luôn. Đơn giản, tụi con thấy hình học mà đối với hình học, nhật hình lập phương là điều dễ lắm. Tụi con coi này. Thầy nói lại thôi, tụi con thấy la làng lên dễ ẹc Nó bằng con này trên A đúng không? à. À đúng rồi, chính xác. Chính xác. Thầy vẽ xuống cái Dũng biết liền đúng không Dũng ha? À thấy không, thầy vẽ thấy không? Thấy không? Cái đứa ơi, thấy không? Cạnh này thấy không nè, à, thằng này thằng thôi thầy thầy đổi màu thằng này đi cho là con thấy. Cái thằng này là gì nè, thấy không? Sao nó bị xấu rồi đó. Cạnh đây là thằng này có phải là cạnh của tứ của bát diện đều không? Và cạnh này nó sẽ bằng một nửa cạnh ở dưới đúng không tụi con, đường trung bình thấy không? Vì tâm tâm của các hình lập phương là các mặt bên là hình vuông nên là trung điểm là đường trung bình. Như vậy thằng màu cam nè, cạnh nè, cạnh nè, cạnh bằng gì tụi con? Bằng đường chéo đáy. Đường chéo đáy là cạnh nhân căn 2 là a căn 2 chia cho 2. Như vậy thể tích là căn 2 chia 3 cạnh mũ 3 là căn 2 chia 2 tất cả mũ 3.
nhân a mũ 3. Rồi thằng kia rút gọn là bằng căn 2 chia 2. Như vậy đơn giản dễ hiểu nha. Là 1 phần căn 2 với mẫu bình mũ 3 lên là 1 phần 2 căn 2. 2 căn 2 rút gọn như vậy a mũ 3 chia 6. Ồ, là nãy nào tính ra a mũ 3 chia 6 hay à? Dũng hả? Không. Dũng, Dũng tính giống thầy không Dũng? Một phần sáu là thăng bạn thăng tính ạ. À, bằng thăng tính hả? Thăng tính do giống hệ ông thăng. Dạ, y chang. Ok giỏi, nãy giờ thầy tưởng là có phải có căn 2. Rồi xin lỗi thăng nha. Rồi ok, tiếp tục. Rồi thêm cái nữa. Đây. Nhìn vô, thấy rõ không? Tâm của các mặt của bát diện đều thì tạo thành các đỉnh của hình lập phương. Nhớ giùm thầy cái này. À, tạo thành các đỉnh của hình lập phương. Tạo thành các đỉnh hình lập phương. Như vậy thầy cho bát diện đều, thầy cho hơi 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 bắt đối tư duy nè, bát diện đều. Có cạnh là A. Tính như thầy thể tích hình lập phương tạo bởi từ 6 tâm của 6 từ từ 8 tâm của 8 mặt của hình bát diện đều. À, như vậy tụi con coi thử coi thể tích của hình lập phương là lúc này bằng bao nhiêu này. Suy nghĩ coi. Rồi. Vì tâm của các mặt của nó theo tỷ lệ là bằng 2 phần 3 đúng không Đạt? Đây kéo xuống đây đó cạnh nè thằng này nè rồi thằng này nè thấy chưa bởi vì đấy đây là hình vuông đó bây giờ con thấy nè. Cà thứ nhất là cạnh cạnh thì bằng 2 phần 3 của cái thằng này nè đúng không? Thằng này đúng không? Mà thằng này đường trung bình là bằng 1 phần 2 của đường chéo hình vuông. Mà đường chéo hình vuông chính là cạnh A nhân căn 2. Như vậy nó là căn 2 chia 3. Đó, như vậy thể tích là bằng căn 2 chia 3 nhân cho căn 2 chia 3 mũ 3. Như vậy nó chính là căn 2 chia 3 mũ 4. Như vậy nó rút gọn luôn là bằng 2 phần 9. 2 phần 9 bình lên thêm cái nữa là 4 phần 81 a mũ 3 đúng không Đạt? Đạt ơi. Ủa thầy, cái diện tích đấy cạnh cái hai qua ba À, xin lỗi, mươi xin hai lỗi, mà xin lỗi, xin lỗi. Thầy là bị sai rồi. Hình lập phương mà thầy nãy giờ đã áp dụng công thức hình bát diện đều. Hình lập phương mà. Hình lập phương là cạnh mũ 3. Như vậy nó chính là 2 căn 2 chia 27 đúng không Đạt? dạ. Rồi ok, cảm ơn Đạt. Rồi tụi con nhớ giùm thầy bài này nha, công thức luôn nha. Công thức luôn, cạnh cái này công thức luôn tụi con nè. Đó, cạnh căn 2 chia 3. À, học thuộc luôn tụi con ơi. Học thuộc luôn. Sẵn phát biểu luôn. Đối với cái hình người ta cho là tứ diện đều thì thể tích của cái bát diện đều nằm ở trong á là căn 2 chia 3 và cạnh là bằng nhớ luôn cạnh của bát diện đều là cạnh của tứ diện đều chia đôi xong nếu lấy trung điểm được không.
Rồi tiếp tục. Đối với hình lập phương thì cạnh của hình bát diện đều trong trường hợp này chính là bằng cạnh căn 2 chia 2. Lấy từ cạnh hình lập phương. Và đối với hình bát diện đều mà lấy từ hình lập phương từ tâm của tám mặt thì cạnh của hình lập phương là bằng cạnh căn 2 chia 3 của hình bát diện đều, học thuộc giùm thầy cạnh căn 2 chia 3. Rồi ok nha tụi con. Rồi, đó là những cái mà thầy muốn dặn tụi con làm trắc nghiệm nha. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái phần mặt phẳng đối xứng ha, mặt phẳng đối xứng. Hết luôn, dạy cho kỹ luôn, cái dạy sơ sơ mất công lắm. Thầy phép đối xứng qua mặt phẳng như vậy, mặt phẳng B, một 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 mặt phẳng B mà phép biến hình biến các điểm thuộc mặt phẳng B thành chính nó thì mỗi điểm M thuộc không thuộc B thành M phẩy, sao cho mặt phẳng B là mặt phẳng trung trực của M phẩy. Thì nếu mà phép đối xứng qua mặt phẳng B biến hình H thành chính nó thì gọi là mặt phẳng đối xứng nha tụi con. Nghĩa là qua cái mặt đó thì cái hình này với hình kia giống như mình soi gương vậy tụi con. À, như vậy đơn giản dễ hiểu, sơ sơ thôi, không cần nắm kỹ đâu. Cần nắm kỹ với thầy là hình nào có bao nhiêu mặt đối xứng là xong. Tại vì cái năm đi thi nó hỏi cái này rất là đơn giản. Rồi các mặt phẳng đối xứng hình hộp chữ nhật thì có 3 mặt phẳng đối xứng, thì vẽ hình như được con còi. Ba mặt phẳng đối xứng của hình hộp chữ nhật này tụi con, một cái là nằm giữa, một cái là nằm, tất cả đều nằm giữa nhưng mà nằm giữa theo kiểu hình, chiếu bằng này, hình chiếu cạnh này, đây là hình chiếu đứng này, đó được chưa này, ba ba hướng, bởi vì hình chữ nhật có ba kích thước nên nó ứng ba hướng. Rồi con chép này vô thầy trước đã. Chụp hình lại đi con, thôi không thôi con lát tụi con coi trong video nha. Cho khỏi mất thời gian. Thầy ơi, thầy ơi. Thầy nghe. Cho em cho xin ra ngoài làm kiểm tra. Rồi ok rồi. Dạ. Rồi, tụi con lát coi video nha thầy nha, thầy dạy cho hết bài á. Rồi tiếp tục. Hình lăng trụ tam giác đều thì có 4 mặt phẳng đối xứng tương ứng với thầy vẽ, được chưa nè. 4 mặt phẳng đối xứng. Bốn mặt phẳng đối xứng. Rồi, nhìn vô thầy ha, chính một cái chính giữa và ba cái ứng với ba đường cao của một tam giác đáy nha tụi con. Ba cái ứng với ba đường cao của tam giác đáy kẻ vuông góc xuống. Và thứ hai là hình chóp tam giác đều thì có ba mặt phẳng đối xứng ứng với ba đường cao, và trung điểm ứng với ba đường cao và một cạnh á của cái hình tam giác đều. Ok nha. Rồi, tiếp tục. Thầy thầy ơi. Thầy nghe. Như cái hình hình ở trên nó hãy kéo lên xíu. Rồi rồi ok. Hình nào? Hình chữ nhật hay là hình lăng trụ? Lăng trụ thôi thầy. Con thấy hình hai với hình bốn nó cái gì nhau đâu thầy. Hình nào? Con hiểu rồi thầy. Rồi ok. Tương tự thằng này y chang luôn nha. Bài hình chóp tam giác cũng vậy luôn. À, hình chóp tam giác đều. Rồi tứ diện đều thì lại có 6 mặt phẳng đối xứng nha tụi con.
tứ diện đều có 6 mặt phẳng đối xứng. Đây, ba mặt phẳng đầu tiên của tứ diện đều đây. Vậy đối với hình tứ diện đều thì có 6 mặt phẳng đối xứng ha, 6 mặt phẳng đối xứng. Một cái á, ba cái trên thì lấy cạnh bên với trung điểm của cạnh đối diện với cạnh bên, cạnh đối diện chéo với cạnh bên. Còn ba cái dưới á, thì lấy một ba cạnh đáy với cái cạnh trung điểm của cạnh đối diện, cạnh cạnh với cạnh mà đường chéo, à, hai cạnh mà cạnh mà chéo với cái cạnh đáy nha tụi con. Rồi xong chưa tụi con, chém nhau học thuộc của thầy. Tứ diện đều có 6 mặt phẳng đối xứng. Cái này lát là con coi coi lại video tụi con vẽ hình nha, hoặc là con tưởng tượng vẽ lại cũng được ha. Rồi, hình chóp tứ giác đều thì có 4 mặt phẳng, trong đó cả hai mặt chéo và hai mặt tương ứng với trung điểm của hai cạnh đáy đối diện song song. Được chưa nè, trung điểm nè, 1, 2 nè, thấy không? Trung điểm đây, trung điểm đây và chéo đây, đó bốn mặt tương ứng hình chóp tứ giác đều. Bát diện đều thì lại có 9 mặt phẳng đối xứng. Bát diện đều có 9 mặt phẳng đối xứng, tụi con gì nhà coi. Bát diện đều có 9 mặt phẳng đối xứng nha tụi con. Và tương tự như vậy, hình lập phương cũng có 9 mặt phẳng đối xứng. Hình lập phương sẽ có 9 mặt phẳng đối xứng. Giờ nhớ. Chỉ còn nhớ thầy số mặt phẳng đối xứng đủ rồi, nó hỏi mới trả lời được rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập nha. Hình nào sau đây không phải là hình đa diện lồi? Như vậy đa diện lồi là phải tới các điểm nằm trên các mặt khi nối lại thì nó sẽ tạo thành một đoạn thẳng nằm trong hình đó. Mà tụi con thấy hình nào tụi con? Hình nào nhìn vô là cảm thấy nó bị lõm vô rồi tụi con? Hình mấy? Hình 4 quá dễ hết. Lồi là lõm rồi tụi con ha. Tiếp tục. Số hình đa diện lồi ở dưới có bao nhiêu hình đa diện lồi? Hình số 1 có phải đa diện lồi không? Hình đây phải đa diện lồi không tụi con? Cô nhìn vô cảm giác nó lõm là không phải đa diện lồi. Dạ không. Lõm, thằng này lõm luôn, thằng này không phải đại diện luôn chứ đại diện gì. Thằng này cũng không phải luôn đúng không? Như vậy bài này chỉ có mấy thôi nè. 1. Dạ. À, đáp án là 1. Rồi, đáp án là 1. Rồi, tiếp tục học những câu này hả? Nhớ bài dùm coi nhớ không nha. Nhớ không nha. Mình nhớ trong đầu thầy nè. 33 43 theo thứ tự tăng dần của số mặt luôn tụi con. 33 à, thầy nhắc là con nhớ bài nè. Thầy mà thầy dạy tụi con thầy chưa nhớ nữa. Nếu mà thầy không có một cái sự tưởng tượng là thầy quên ngay. À, thầy quên ngay nên thầy phải có cách nhớ để dạy tụi con. Thật ra những cái phần này nó không quan trọng nhưng mà nó lại rất là đơn giản nhưng mà lại khó nhớ. Nè con nhìn nè, ở trên nè, 33 nè, 33 trước nè, 33 43 số lớn đứng trước số nhỏ đứng sau. Rồi ngược lại, 33 43 34 53 35, vậy 33 là tứ diện đều, 43 là lục diện đều, là lập phương, 34 là bát diện đều, và tiếp tục là 53 là 12 mặt đều, và 35 là 20 mặt đều. À, nhớ như thế, rồi sau đó chúng ta nhớ luôn bộ số, đúng không tụi con? Rồi rất đơn giản, nhưng mà người ta hỏi cái gì nè, lục lại ký ức, 43, 43 là hình lập phương, đúng không? Hình lập phương có bao nhiêu mặt? Lập phương là bao nhiêu mặt? Lục diện là 6 mặt. Được chưa? Rồi,
Khối 12 mặt đều, 12 mặt đều đứng vị trí thứ tư, như vậy nó chính là 53. À, nhớ bài giùm thầy. Số cạnh của 12 mặt đều. 12 mặt đều thì con thấy 12 mặt đều thì lấy số cạnh là bằng 30, học thuộc cho thầy, được chưa nào? Khối 8 mặt đều. 8 mặt đều là hình gì tụi con? 8 mặt đều là bát diện đều. Bát diện đều thì có bao nhiêu đỉnh nè? À? Bát diện đều thì có 6 đỉnh. 6 đỉnh. Số cạnh của hình bát diện đều. Hình bát diện đều có bao nhiêu cạnh ta? 6 đỉnh, 8 mặt thì có 12 cạnh. Đáp án là C. Đó, nhớ bài giùm thầy. Mấy câu này học thuộc không à? Mà suy nghĩ thôi, không có gì hết trơn á. Làm câu này hay nè, câu số 10 cũng hay nè. Câu thực tế này. Rồi, làm thầy câu này đi. Làm thầy câu này trong vòng 3 phút thôi, 1 phút hay 2 phút thôi. Diện đều, hình bát diện đều. Mỗi cạnh bát diện đó được làm từ que tre 8 cm. Người đó cần bao nhiêu que tre để làm 100 cái lồng đèn? 100 cái đèn. Yeah, đúng không? Như vậy que tre chính là cạnh đúng không con ha? Như vậy bát diện đều có bao nhiêu cạnh? Cả lớp 12. 12 cạnh. 12 cạnh. Vậy 100 cái lồng đèn là phải 100 1200 cạnh, 1200 que không? À, 1200 que và một que dài 8. Đúng không? Như vậy nó là 9600 cm. Và đổi đơn vị mét là 96 mét. Đáp án là câu A. Tốt. Được chưa nào? 96 mét. Câu số 11. Khối đa diện nào sau đây có số đỉnh bằng số mặt tụi con? Số đỉnh bằng số mặt nãy giờ nãy vậy tụi con có 3 4 như 4 3 là chơi chung nè, số cạnh số mặt chéo nhau nè. Rồi 3 5 5 3 chơi chung nè, vậy chỉ có một cái loại nào đó mà số cạnh bằng số mặt tụi con. Số đỉnh bằng số mặt tụi con. Loại nào? Tứ diện đều. À, tứ diện đều là bao nhiêu vậy? Bao nhiêu mặt à? 4 mặt và 4 đỉnh đúng không? Câu số 12 ôm lại tụi con nãy nè. Trung điểm tất cả các cạnh của hình tứ diện đều. Trung điểm tất cả các cạnh của hình tứ diện đều thì ra hình gì? Trung điểm tất cả các cạnh của hình tứ diện đều thì ra hình gì tụi con? Giải đổi. Bác diện được. Đúng rồi, bát diện đều. Tâm của các mặt hình lập phương thì tạo thành hình gì? Bác diện đều. À, bát diện đều luôn. Nhớ giùm thầy công thức nha, công thức tính là cạnh của bát diện đều trong những hình đó nha. Đối với hình tứ diện đều á, thì bát diện đều mình lấy trường trung điểm á, thì có cạnh là bằng cạnh của tứ diện đều chia đôi. Còn đối với mà bát diện đều mà tạo ra từ hình lập phương á, thì bằng là cạnh căn 2 chia 2, đúng tụi con? Đúng không? Còn đối với cái hình lập đối với hình bát diện đều mà tạo ra hình lập phương tạo ra bát diện đều thì cạnh bát diện đều bằng cạnh hình lập phương căn 2 chia 2. Còn hình bát diện đều mà tạo ra hình lập phương thì cạnh của hình lập phương sẽ là căn 2 chia 3 nhân cạnh của hình bát diện đều. Giờ nhà học bài cho thầy thật kỹ để mà mình làm trắc nghiệm không bị sai sót, được chưa nè? Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? Lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu tụi con ạ? Bốn, chính xác. Hình lăng trụ đứng có đáy là một tam giác cân. À, hình lăng trụ đứng có đáy là một tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều thì có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng tụi con? Hình lăng trụ đứng có đáy là một tam giác cân nhưng không phải tam giác đều thì có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? Ai đoán được? Hai. Đúng rồi, một cạnh chính giữa là đường cao chỉ đôi và một cạnh một mặt chính là chẻ nằm nửa song song với hai mặt đáy, đúng không tụi con? Đúng không? Tại vì cân cân thì chỉ có một đường cao mà chẻ làm đôi hai tam giác đáy bằng nhau thôi, đúng không? Còn chính giữa là chẻ cái đường cao ra, à, chẻ cái hình lăng trụ làm đôi chính giữa. Câu số 3. Câu số 3. Hình hộp chữ nhật với ba kích thước phân biệt thì có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng vậy Trúc? Alo Trúc.
Dạ. Có mấy con? Ồ, hình hộp chữ nhật là có mấy? Ba kích thước thì có mấy hình mặt phẳng đối xứng nhất hay coi? Đấy. Đóng lũi coi, đóng lũi nhanh đấy. Mấy chút ơi, mấy chút. Sáu. Ba. Hình hộp chữ nhật chỉ có ba thôi con. Rồi. Còn hình lăng trụ lục giác đều. À, hình lăng trụ lục giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? Luôn luôn có một mặt phẳng đối xứng là chỉ đôi, chặt làm đôi. Chặt làm đôi bởi mặt phẳng song song với hai đáy và cắt làm nửa chính giữa đường cao nha. Cha chia đường cao ra một nửa nha. Rồi, bây giờ thầy hỏi con nè, còn đáy của nó là lục giác đều. Lục giác đều thì cho tụi con ra bao nhiêu cái đối xứng chỉ đôi. Lục giác đều mình chỉ đôi bao nhiêu cạnh nè. Chỉ đôi ra được bao nhiêu cái. Đó, giờ thầy vẽ hình lục giác đều cho con coi. Này, bên gen á, lục giác đều là cái gì? Như là ba À, mình có bao nhiêu cái mặt phẳng đối cắt làm đôi của hình lục lục giác đều nè. Một nè, thấy không? Đúng không? Hai nè, thấy không? Ba nè, đúng rồi, như vậy bạn Tài nói đúng rồi, có ba. Và 3 với 1 là 4, nhưng mà đáp án cũng có bao nhiêu Tài? 4. Ủa, với một là với một cái gì vậy hả? À, một là một chính giữa đó con. Đây nè. Nè, nó giống như hình lăng trụ tam giác nè, nó trụ đứng tam giác nè. Chỉ đôi đây đó con, chỉ đôi đây nè. Thấy không? À, vậy là nó có 4. Được chưa nè, đây là 3. Đây là 4. Hình chớp tứ giác đều có bao nhiêu phần đối xứng? Tứ giác đều bao nhiêu? Vậy vậy rồi. Tứ giác đều. Hình vuông chỉ ra bao nhiêu nè? 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, như vậy 4 nè. Đúng không? Và hình tứ diện đều có bao nhiêu phần đối xứng tụi con? Tứ diện đều. Tứ diện đều. À, 6 mặt phẳng đối xứng. Được chưa nè? Tứ diện đều có 6 mặt phẳng đối xứng. À, như vậy tụi con thấy là nãy giờ mình ôn lại toàn bộ những kiến thức liên quan tới cái hình khối đa diện nè, khối đa diện đều nè và khối đa diện lồi. Nhớ giùm thầy nha. Như vậy khối đa diện lồi thì có 5 khối diện đều, có 5 trường hợp. 33 là hình tứ diện đều. Đó, bây giờ thầy ôn hệ thống lại cho tụi con nè. À, toàn bộ hệ thống lại kiến thức nãy giờ mình học nè. Thế nào là một cái hình đa diện? Hình đa diện là gì? Hình đa diện là hình thỏa mãn hai tính chất. À, hai đa giác. Một là chỉ có một điểm chung. Hai, có một cạnh chung. Ba là không có gì hết trơn á. Không có gì hết trơn nghĩa là trường hợp nó song song. À, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì? À, cạnh. Một cạnh chỉ là cạnh chung của đúng hai đa giác thôi. Đó, nhớ điều đó. Thứ hai là hình đa diện lồi. Đa diện lồi là cái hình mà khi chúng ta lấy hai điểm bất kỳ trên cái các mặt của hình đa diện thì khi nối lại thành một đoạn thẳng, và đoạn thẳng đó phải nằm hoàn toàn phía trong của hình đa diện hoặc là nằm trên các mặt của hình đa diện thì mới gọi là đa diện lồi. Tiếp theo là hình đa diện, khối đa diện đều thì chúng ta sẽ có ba năm khối đa diện đều, loại 33, loại 33. Như vậy BQ, B là gì? B là số cạnh của một mặt, à, số cạnh của một mặt, và Q là số mặt chung một đỉnh. Như vậy 33, như vậy là tứ diện đều. Tứ diện đều có 4 đỉnh và có 4 mặt và cạnh là bằng 6. Tương tự như vậy, loại 5 43 trước, 43 là lục diện đều hay là hình lập phương, như vậy nó sẽ có 6 mặt và nó sẽ có 8 đỉnh tương đương với 12 cạnh. Tương tự cho hình loại 34 là bát diện đều. Bát diện đều thì nó sẽ có bao nhiêu nè? À, bát diện đều có 8 mặt và 12 8 mặt và 12 cạnh và 6 đỉnh. Và tương tự đối với loại đó là 34 ha, 53 là 12 mặt đều hay thập nhị diện đều thì nó sẽ có 12 mặt, 12 mặt và 20 cạnh, 30 cạnh, 12 mặt và 20, 12 mặt đều thì sẽ có 12 mặt nè. Và nó có 20 đỉnh và 30 cạnh. Tương tự cho loại 4, 3, 5.
là hình 20 mặt đều. 20 mặt đều thì nó sẽ có 20 mặt, 12 đỉnh và tương ứng với 30 cạnh. Đó, và tụi con lưu ý thêm một số điều như sau. Số đỉnh cộng số mặt thì bằng số cạnh cộng 2. Đó, liên quan tới các công thức về độ dài, về các cái chỉ số đỉnh, mặt và cạnh. Rồi, tiếp theo nữa đó là chúng ta sẽ nhớ tới cái các hình đặc biệt, ví dụ như là hình tứ diện đều mà lấy trung điểm của số cạnh thì nó sẽ tạo ra hình lục hình bát diện đều này có cạnh là căn 2, hay là bằng cạnh của hình tứ diện đều chia đôi, và thể tích của bát diện đều mà có công thức là bằng căn 2 chia 3 nhân cạnh mũ 3. Tương tự đối với hình lập phương lấy tâm của 6 mặt thì nó sẽ tạo ra hình bát diện đều và có cạnh là bằng cạnh hình lập phương căn 2 chia 2. Và tương tự đối với hình bát diện đều mà lấy tâm của 8 mặt thì tạo ra hình lập phương này có cạnh bằng căn 2 chia 3 cạnh của hình bát diện đều. Đó là các tính chất liên quan tới nó và các mặt phẳng đối xứng tụi con nhớ về cơ bản. Đối với hình lập phương thì có 9 nè, đối với hình hợp chữ nhật thì có 3 nè, ba kích thước khác nhau. Đối với hình bát diện đều thì cũng có 9 nè. Đối với hình tứ diện đều thì có 6 nè. Đối với hình chớp tứ giác đều thì có 4 nè. Và đối với hình lăng trụ tam giác đều cũng có 4 nè. Đối với các hình lăng trụ lục giác đều thì cũng có 4. Lưu ý thành một số điều như vậy. Đó là những cái hình mà chúng ta thấy xác định mặt phẳng đối xứng quen thuộc. Như vậy đối với bài này là đã đầy đủ toàn bộ những kiến thức, kể cả những cái lý thuyết cơ bản để cho tụi con làm trắc nghiệm. Do đó mấy đứa về nhà học bài cho thầy cho kỹ cái phần này. Và phần này chính là một số câu xuất hiện trong bài trắc nghiệm làm cho tụi con cảm thấy bối rối nếu tụi con không nắm vững kiến thức nha. Do đó cả lớp mình về nhà học bài lại giùm thầy cái này. Rồi, hôm nay mình dự định là học thêm hình trụ nhưng mà thôi, để bữa khác thầy dạy cho xong, cho phần nào xong phần đó đã. Rồi tuần sau mình học hình trụ và thầy sẽ cho tụi con làm đề nha. Rồi, chào các bạn. Chào chào thầy. Chào thầy. Chào thầy. Chào thầy. Rồi, chào các bạn.